Ở lại xin chào toàn thể các anh em làm thợ bấy cò trên mọi miền Tổ quốc nhé. Thì ở đây là cái mẻ cò đầu tiên của buổi sáng ngày hôm nay này. Đấy, hiện tại thì Bắc Giang cò di cư rất là nhiều rồi. Đối với anh em ở khu vực miền trong thì tình hình thế nào? Con này khá là to. Tuần có to thôi anh em. Hai con. Ui. Để không cầm nhá. Phải bắt. Phá nhỉ, cò nó to. Mỗi con một ôm nhựa. Hiện tại thì có ra rất là nhiều anh em. Cứ khe này nó ra này. Đấy, ra này. Đấy, nó ngược từ hướng Nam về hướng Bắc thì nó đi qua khe này. Về muộn muộn thì những cái con cò quẩn đồng. Đấy, khu vực đồng đây thì rất là đẹp. Đấy, anh em có thể thấy nó bao la như này. Ra cầm cò cho anh. Để em cầm lên cho. Mẹ này làm 4 con. Đây, buổi sáng khởi điểm như thế này là quá ok rồi anh ạ. Đấy, có vỉ đây. Có đứng bờ đây. 4 em. Đấy, với giá thành hiện tại thì là 40.000 một con thì như thế này là khá là ổn rồi anh em. Ok đấy. Mẹ đầu tiên như thế này là quá là ok rồi. Đấy, bây giờ thì em tắt máy quay đi nhé. Rồi lên chỗ bàn cò bên trên. Để có cò ra thì em quay cho anh em cùng xem. Mà di cư về đây anh em này. 2... 4, 6 con. Được cánh hết rồi, 7 con. Trời hơi tối nhỉ. Trời hết, buồn thế. Một con. Hai con. Ui, đều ác lắm. 4 con nữa anh ạ. Còn lại bế bên kia. Bế nó xuống thêm không? Tiếc quá, 6 con ra được có 2. Bây giờ em ra bắt cỏ nhé. Vừa rồi được 2 con này anh em này. 6 con ra ngon quá, đúng cái khe. Em lúc em vừa quay anh em xem này. Đánh đử hết rồi mà. Nó định trôi xuống cái ruộng lúa trống bên kia nó ăn kìa. May vẫn được 2 con. Tổng mẹ đầu mẹ này thì được 6 con rồi. Thế là ok rồi anh em. 7 con rồi. 2 con này phá mất ít nhựa nhỉ. Đây cò đây anh em. Cò mới về thì nó không được béo như là cò ăn đồng được một tầm khoảng 5 bữa. Một tuần thì nó béo. Còn dính ngay đây. Rồi rất hay xuống nhỉ anh nhỉ. Sáng là được mấy con nữa đấy. Giờ thì tiếp tục em lại lên là chỗ ngồi nhé. Quay cho anh em cùng xem. Có di cư đấy anh em này. 4 con. Bó chắn chắn. 1 em. 2 em. 2, một con lại bốc. Ui liều thấy nó bơi nước trên đây vẫn thấy phành phành. Được 2 con thôi anh em ạ. 4 con dài được 2 cũng ok rồi. Bây giờ em ra bắt cò nhé. Mẹ vừa rồi được 2 con này anh em này. Đấy, 4 con cò di cư ra thì đánh được 2. Hôm nay đánh hiệu quả thì nó không cao như là những cái hôm đầu. Hôm đầu nhìn thấy cò đánh là được. Hôm nay thì đánh khó lắm. Đàn 4-5 con ra được 1-2 thôi. Đấy mà đánh thì cũng khá là ok đấy. Bờ biết dọn sạch sẽ lắm này. Đấy, khu vực này. Đấy cũng là một cái video trong buổi đi đánh cò. Thì anh em nào xem thấy hay thì hãy ấn đăng ký ủng hộ kênh. Còn đối với anh em nào thiếu phụ kiện bẫy chim cũng như là keo bẫy cò, hoặc là phụ kiện bẫy cò thì anh em có thể là liên hệ cho bên Sovel. Em sẽ để hai cái số điện thoại dưới tiêu đề, anh em điện đến thì bên cơ sở em là sẽ có anh em nhân viên chốt đơn gửi hàng cho anh em. Còn bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại anh em ở buổi đánh cò ngày mai. Đây là những cái con cò mà bắt về để gửi mồi cho anh em này. Đấy, hiện tại thì đối với rất là nhiều anh em ở khu vực lân cận, ví dụ như anh em ở trên Lạng Sơn hoặc là Thái Nguyên, hoặc là cũng cùng khu vực Bắc Giang chưa có cò mồi, thì anh em xem được cái video này thì anh em có thể là liên hệ trực tiếp. Còn đối với anh em ở xa thì
có thể lên tận nơi bắt. Thì em thật sự là một hai con là ngại gửi xe. Đây cò đây. Cò thì chọn cò mồi cho anh em thì tuyển những con to đẹp như thế này chọn này. Đấy, và con nào thành vị thì thành, mà đứng bờ thì anh em sử dụng đánh vợ đứng bờ. Cò này thì đánh nó hơi dính keo thì đây, ví dụ như những con lông cánh như thế này thì chọn làm mồi được anh em này. Đấy, chọn những con dính ít keo thôi. Những cái con cò mà nó khỏe, nó dẫy, nó dính nhiều keo thì đấy, ví dụ như con này thì sau về tẩy hoặc là làm cò đứng bờ thì ok, cò vị thì không được. Đây là cái thành quả của ngày hôm nay. Thành quả thì ok này. Thành quả ngày hôm nay thì vẫn được hơn 4 chục con. Đấy. Cò bây giờ vẫn đang đi rất là nhiều. 4 con xuống, 4 con này đánh ok. Anh lại được chuyến nữa. Đây, cò của anh em đây. Anh em nào mà có nhu cầu về keo bẫy cò hoặc là que thẻ cũng như là cò mồi thì anh em liên hệ nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.